bạn. Hôm nay gia đình nhỏ đi hái nấm nữa nè. Quá trời luôn á. Nè, để mình dỡ lên cho các bạn xem nha. Đó, một vỏ đầy luôn rồi đó. Quá trời nhiều luôn á các bạn ơi, thấy ham quá. Hôm nay nó mặc quần hoài vậy đó. Ồ, hôm nay có Alex nè. Mà Alex đi á, Alex cũng dặm hết một mớ rồi. Alex nhìn bên đây nè Alex. Mình không thấy. Nó đóng đóng luôn nè các bạn. Hồi nãy nó nguyên đám luôn á cho nên mình hái nhanh ha. Nó bư ra là có là một chùm nè. Ba. Ui, một chùm nè. Một chùm luôn á. Thấy ham lắm. Có cái kéo anh. Trời mà nấm con còn mọc lên nhiều lắm nha. Vài bữa nữa một mưa một hai đám nữa là nó lên. Đây mẹ thấy con cây nè. Không ra nhà mình đi hái quá trời nhiều luôn. Ồ, mình cứ một mình đi chút xíu là ăn vỏ ha các bạn đây nè. Mà đâu rồi? Các bạn coi nấm nè. Ngon tàn xác luôn. Hôm nay nấm to to không anh nè, thấy chưa? Cái cọng đó nè. Ăn mì cây ngon lắm. Dạ. Đó các bạn một vỏ luôn rồi đó. Ít xích xù. Nó nằm gì nè các bạn. Cái này là trải rác mình hái bớt rồi ha. Ở bên đó nữa đó. Nhiều dữ lắm luôn. Nè các bạn bươi bươi dưới này ra nè. Đâu rồi? Thấy không? Nó nằm ở dưới cái rong đó các bạn. Mình với anh Hùng á bây giờ ghiền đi hái nấm luôn á. Bây giờ tụi trong tủ đá mình là cả chục bọc luôn á. Quá trời luôn. Cái đó anh lấy cây bự không? Anh lấy cẩn thận đó lấy. Cái này phải không anh lấy? Đó. Này phải không? Đó các bạn. Phải. Phải chứ. Ui. Alex nó nhìn nó biết nấm nào ăn được nấm nào không á nha. Nó giỏi lắm. Đây nè các bạn. Wow. Đã không? Khoái cái cảm giác nè anh. Rớt rớt. Đó. Dạ đây nè anh. Đã lắm các bạn. Hái mà đã tay luôn á. Hái nắm mỗi tay luôn. Hồi nãy nguyên một cái đám bự mình ham quá. Tụi mình hái mình quên quay lại cho các bạn xem. Bây giờ thì nó còn rải rác ha. Đây nè các bạn. Anh Hùng ảnh có một cái cây cùng mốc. Cây lão bà bà. Cây lão bà bà. Anh đi anh khiều khiều ra. Đây nào đâu đâu. Đây nè. Các bạn á mình bươi nó ra nè. Đó nguyên một đám luôn thấy không. Cây nhỏ nhóc nè. Dạ. Bên kia nữa. Nhỏ thì mình để lại. À để đợi mẹ mà. Khoan. Trời ơi Alex tìm được nè. Alex kêu khom khom nè. Rồi con nhổ đi. Mẹ nhổ nha. Nó cũng nhỏ nhỏ. Ừ. Giỏi quá, cái tay nhỏ xíu mà lanh lắm. Mắt ra lấy cũng tỏ nữa. Ừ. Quá chừng luôn các bạn. Đây nữa nè. Này nó mới mọc lên nữa nè. Dạ dạ. Mà nó mọc trời, mà sao các bạn biết không, mình hái hoài mà nó không có hết. Ừ. Nó lên nó hoài luôn. Hoài, mình đi cũng chỗ này. Cứ tụi mình cứ đi tới đi lui ở đây nè các bạn. Đây nè, có cái nấm trắng nè các bạn thấy không. Thật ra mấy cái nấm trắng này á, hái với các bạn chứ ăn không được bao nhiêu hết đó. Thấy nó đẹp vậy đó, chứ các bạn cắt ở trong hả là nó toàn là nó bị mấy cái con giống như là con sâu hay con dòi gì nó ăn ở trong thân đó. Nó to lắm ha. Nhưng mà về á mình kỹ mình chẻ ra từng ít từng nhỏ từng nhỏ từng nhỏ vậy đó. Wow, nè anh. Hai cha con nè. Alex đi cũng dữ lắm luôn á. Giỏi lắm. Alex thích đi hoài luôn hả? Đây nè các bạn, mấy cái nấm trắng á. Nhiều lắm luôn á, nhưng mà mình thấy chẻ ra rồi ăn không có được bao nhiêu hết á. Nó bị hư á các bạn. Nó bị côn trùng ăn á. Đây nè, có một cái to nữa nè. Nó thấy nó vậy á chứ nè ha, để mình bẻ cho các bạn coi. Nó ở trong đó các bạn thấy không? Chẻ nó ra ha là nó hư hết luôn à. Đó. Nè. Nguyên một cái cục bự luôn á.
có thể là dưới cái thân nó ăn được chút ha. Uổng hay các bạn, mấy cái nấm này chắc nó ngon hay gì á, cho nên là mấy cái con nó thích ăn lắm. Mà mình thì thích ăn cái nấm nâu, trời ơi, cái nấm nâu nó tuyệt vời luôn. Ăn cái mùi nó thơm ha, mà nó giòn sực sực. Mấy cái nấm trắng á, thì nó mọc ở trên đá vậy nè. Mấy cái nấm nhỏ nhỏ thì nó... thì nó ngon nè, anh coi nè. Ui, cái này... ở trên thì nó bị hư, nhưng mà cái cùi ở dưới em không biết sao. Cái gốc á. Nó mất vậy vậy. Về em tiễn nó lại. Về mình còn làm sạch lại nữa. Đó. Ê, gãy. Đâu cái cùi móc của ba đâu. Dạ, để xuống dưới mới thấy chứ. Dạ. Này cào nó nè. Alex đi rồi, sao cái nón quẹo quăng bên nè. Alex đi rừng đi núi giỏi lắm. Nay con súp đó không phải con. Hai cha con đi có chút mà nãy giờ nghỉ mệt, ăn hai bụng rồi. Đó nè. Alex đi học là cũng bận nguyên bộ đồ vậy đó các bạn. Đi dạo mưa gió gì cũng đi ra ngoài đường hết á. Cho nên nó đi rất là giỏi luôn á. Ba lô đồ ăn cho nó nè. Dạ. Nó ăn, bữa nay nó ăn nhiều lắm. Nó đi nó đi nó có thể dục á, cho nên là nó ăn giỏi lắm. Đem đồ ăn nước uống đồ theo. Nó. Trời ơi, một rổ luôn á. Hôm nào cũng vậy hết á. Đi ra đầy rổ tụi mình quay về các bạn. Mà anh coi là mấy cái này á, cái màu nó đẹp ghê luôn á. Rất là cam. Đúng rồi, màu cam. Ồ, đây nữa nè. Bạn coi nè. Ngon. Trời, ăn ngon lắm. Sực 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 vậy đó. Dai ngon. Ngon nha anh ha. Nó dai mà kiểu dai giòn á các bạn. Rất là ngon luôn. Alex nè. Alex nè, má hai má hồng hồng rồi kìa, lạnh đó. Thích quay gì không hay là anh quay... quay cũng được. Rớt rồi. Rồi, rớt rồi. Này các bạn, đang ngồi ăn chập thứ hai ha. Nãy giờ Alex ăn hai chập rồi nè. Nãy mình đi cũng tiếng mấy á, tiếng rưỡi không? Ăn, không, không, bó lên tiếng rưỡi, nhanh dữ anh. Bữa nay là Chủ nhật, trời cũng rất là đẹp ha, mát lắm. Đó. Chủ nhật có người ta đi dạo quá trời. Ừ, ngồi kia xe nó đậu đầy luôn. Nhưng mà như đa số người ta không có đi thái súp ha. Dạ. Đi người ta đi dạo xuống bãi biển á. Ở trên mình rừng, mình đi thái súp. Còn ở dưới kia thì biển. Cho nên ở nơi này nó có hai cái... để mình đi chơi để lựa chọn, một là đi rừng hay là đi hái súp. Đó nghe tiếng người ta nhóc hết á. Rồi cái cục này ngon á. Đâu cần ăn mấy cái ở trên. Mấy bữa đây mình hái thì cũng nhiều nhưng mà chưa có ăn gì nhiều. Đừng có. Bữa mình cũng có ăn lẩu lần đó phải không? Dạ. Với lại nấu canh, nấu canh thịt đó ha. À, hầm á. Hầm ngon. Alex xong con. Đó thấy không, thật ra nó hư hết rồi các bạn. Ừ. Ê, hư Alex. Ice. Đưa cái kéo cho mẹ. Nó không còn bao nhiêu hết á. Ừ. Nhanh. Cái cảm giác đi hái á, vui lắm. Được có cái này nè, ngon nè. Lấy ăn nữa đi. Ăn đi. Lấy giống người rừng quá. Phải vô rừng chơi lắm, giống như đi đi nhà trẻ vậy đó. Mấy cái nấm trắng các bạn dễ nhìn lắm, tại vì nó nổi bật lên á. Còn mấy cái nấm nâu nó khó. Ui, có cái gốc nó tuốt ở dưới luôn nè. Đó.
Thấy các bạn. Đây nè, mình thấy thêm cái nấm trắng nữa ha. Ồ, đây nhóc hết á. Đó các bạn. Đó, mấy cái này thì nó còn, mình thấy nó còn y thinh nè. Nhưng mà nhiều cái, nhiều khi thấy y thinh gì đó chứ cắt ở trong nó cũng bị á. Đây nữa nè. Cái này nó bị hư rồi. Mấy cái nấm tím tím vậy các bạn, rất là nhiều luôn ha. Nhưng mà mình không có biết ăn được hay không, cho nên là mình không có hái. Nó nhiều dữ lắm luôn. Nè, nhìn cái màu nó cũng đẹp nữa. Cho Alex đóng phim Cậu bé rừng xanh nữa. Ừ. Okay. Đóng phim Cậu bé rừng xanh nha Alex. Con cậu bé robot. Cậu bé robot hả? Rồi, đây mẹ bỏ vô. Bỏ. Cho các bạn coi nè, các bạn có thấy cái nấm đâu không? Đó nè. Nó nguyên một đám luôn nè các bạn. Đó. Đây nữa nè. Trời nhiều lắm. Chạch ra là quá trời luôn á nha. Đó. Giờ mình lấy kéo mình cắt. Nó mọc ở trên mấy cái trái thông á các bạn. Mấy cái trái thông mà nó rụng xuống á là nó mọc ở trên đó đó. Đấy các bạn, nãy giờ mình hái cũng nhiều nấm trắng á. Đây nè, đóng không thấy không? Cái này về mình coi lại thử coi nó ăn được không á. Rất là nhiều luôn. Cái nấm màu nâu thì nó nằm cái chỗ nào nó ẩm ướt hay các bạn. Còn cái nấm màu trắng thì nó nằm ở chỗ khô. Khô mà trên cao mà ở đá đá một chút á. Trong mấy gốc, ngay gốc cây mà đá đá á. Mọc lòn lòn ở trong rễ cây á anh. Đẹp á. Mấy cái nấm trắng á các bạn. Nó mọc ở, nó hơi có đá đá vậy nè. Hôm nay mình hái thì mình thấy nó ngon á, nó cũng ít có bị mấy cái con gì á. Nhưng mà về mình cũng sẽ chẻ lại ở trong ruột nó coi nó làm sao ha. Đâu? À đây nè. Anh thò cái tay sâu xuống dưới á. Dạ. Thấy cũng được cái trụ ra lát kìa. Anh phủi phủi. Cắt bớt. Nhớ điểm. Ừ. Nhớ điểm. Hân la 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 la. Đây nè, nó mọc dốc rồi các bạn. Thấy không? Kìa trên đó cái bự nè. Chứ cái này cái bự nữa nè. Đây để em quay em nhổ. Thấy đẹp ha. Dạ. Cái này nữa. Wow. Ồ, thấy ngon á. Ngon à. Nó mọc gì á các bạn? Đó, nó mọc gì nè. Ôi. Trời, nó mọc ở dưới một cái gốc cứng thì cứng luôn nè các bạn coi nè. Còn nhiều cây con ha. Đây nữa. Hái đã lắm. Cái này thì nó bị hư rồi nè các bạn thấy không? Đó, mình bẻ ra cho các bạn coi nha. Cũng chưa có hư gì mấy. À không, nó bị vàng ở dưới thôi. Đó, với cái này nè. Ngon chưa? Thì nó nằm vậy các bạn. Nó nằm ở chỗ khô khô, dốc dốc vậy nè ha.
Còn mấy cái nấm mà nâu thì mà mấy chỗ ẩm ướt chút. Nó đi theo nó phá bà nó vậy đó. Hôm nay nấm trắng nhiều quá. Ồ. Nó ở dưới cỏ á. Đây nè. Dưới trong á. Mà dưới đây thì nó không có hư ha. Chưa biết. Ê, đây, đừng có làm hư. Được không nè? Được. Ồ, thấy nó cũng trắng. Lấy ơi, nó chọt. Đừng có chọt con hư. Alex làm gãy kìa. Trời anh. Trời ơi, ông nhổ lên mà gãy tan hết rồi. Kệ thôi, lấy cái cùi thôi cũng được. Được không ta? Được á. Về em làm lại thôi. Đó, nhiều người ta đi dạo lắm ha các bạn kìa. Đi ra nè. Ờ, bây giờ là mình ra cái đường mòn đi rồi nè. Còn nãy là mình đi ở trong rừng. Rồi. Bây giờ đi rú nó khỏe ghê. Dạ. Bây giờ tụi mình đang trên đường đi về các bạn. Cái bãi đậu xe ngay chỗ đó không có, tụi mình phải đi xuyên qua cái rừng này. Bên đây có bãi đậu xe khác. Hồi nãy người ta đậu đầy hết, đậu ra ngoài đường đi luôn. Cho nên là tụi mình phải đậu một bên đây ha, đi hơi xa hơn chút. Nhưng mà rất tuyệt vời. Nó hơi lạnh á, cho nên là hôm nay bận áo rồi. Mà điên hồi nóng. Đi Alex. Hôm nay hái được nhiêu nè các bạn? Đó, đầy một giỏ luôn. Đáng lẽ là tụi mình còn đi nữa đó, nhưng mà sợ Alex nó đi nó mỏi á. Tại nãy giờ tụi mình đi cũng hơi xa các bạn. Thì hôm nay, đó, hôm nay có nấm ăn nữa. Tụi mình hái về á, tụi mình phơi khô với lại sấy á, quá trời nhiều luôn. Bỏ trong tủ đá chứa. Alex điên hồi quá nóng rồi. Ổng mê cái bộ đồ Halloween lắm, bây giờ đi đâu cũng lấy bộ đồ đó bận vô hết á. Ừ. Các bạn. Alex với ba nhìn lên mama chụp nè. Nè. Nhìn. Alex. Nhìn ra. Vậy thôi. Rổ quá nặng luôn á. Anh xách luôn em xách đi ha. Rồi. Alex xách nổi không? Đó. Rồi bây giờ tụi mình sẽ ra bãi xe. Bây giờ chào tạm biệt đi. Happy. Chào chào. Tạm biệt các bạn. Chào các bạn.